năm 2017 mua xe Kia 140 giao cho nhiều công ty, kiếm mớ đi ngày đêm, lấy vợ đi thuê nhà ở riêng làm riêng, tay trắng khó khăn lắm. Không biết anh em thế nào, còn đâu em rất là hay xem cái bác Thánh Quản này đấy, thực sự nói rất chân thật và nó phũ nhưng mà đúng. Và trong cái video ảnh slide ảnh gần đây nhất thì bác có chia sẻ một cái dòng cảm xúc, đó là vào năm 2017 thì khởi nghiệp với chiếc K140. Vậy chiếc K140 nó là xe gì và với công việc như nào nó phù hợp, thì ngày hôm nay em đặt xe tải sẽ giới thiệu đôi chút về dòng xe Kia K140, một trong những cái dòng xe mà có thể nói rằng ăn no vác lặng, phù hợp với đa số những công việc, ví dụ như là chở hoa quả, chạy đường dài với đâu đó ăn no vác lặng được khoảng từ 4 tấn quay đầu, đi đường đèo tốt, sửa chữa dễ mà bền bỉ, mỗi tội hơi đớp dầu thôi. Về cấu hình ấy thì dòng xe 1 tấn 4 nó có tải trọng là 1 tấn 4 đủ. Tiền thân của dòng xe này nó là Kia K3000, và khi đến khoảng tầm năm 2014, đầu 2014 ấy, thì nó có hai dòng xe, một là K3000, nhưng khoảng tầm tháng 3, tháng 4 nó chuyển sang 1 tấn 4, và khi đó K3000 thùng môi bạt nó chỉ còn được 1 tấn 2 nếu đóng thùng nhà máy thôi. Còn đâu với những cái chiếc xe K140 mang nhãn hiệu 140 thì được đủ tải 1 tấn 4, tức là tải trọng chuyên chở hàng hóa được 1 tấn 4 đủ để mà có thể chở. Về chiều dài thùng, dòng xe Kia K140 đến tận những năm 2017 thì nó vẫn dài 3,5 m, dài hơn phiên bản đằng trước là Kia K3000 10 phân, K3000 chỉ có 3,4 m, còn K140 là 3,5 m lọt lòng thùng. Tại sao nói nó là dòng xe ăn no vác lặng? Tại vì đơn giản, thứ nhất, tải trọng của nó chỉ có 1 tấn 4 đủ, nhưng nếu anh em muốn cõng quá tải thì đằng trước thiết kế là những cái lá nhíp và hoàn toàn có thể độ thêm, thì anh em chở khoảng tầm 3 đến 4 tấn đường bằng là chuyện đơn giản. Còn đường đèo thì vì có nhíp cho nên nó rất chắc và khỏe, nó không nhõng nhẽo như những dòng xe chạy thụt nhún, chạy càng chữ A cùng phân khúc. Minh chứng thực tế, từ những năm 2014 để mà sở hữu một chiếc xe Kia K140 mới đét ấy cũng chỉ loanh quanh 3 đồng, mà đến tận bây giờ năm 2024, tức là 10 năm sử dụng rồi, trải qua ít nhất là 2 năm kinh tế suy thoái vừa rồi, thì bây giờ chiếc xe K140 vẫn hơn 2 đồng thì mới có thể sở hữu một chiếc xe này. 10 năm qua thực sự biến cố quá nhiều, nếu nó không ổn định, nếu mà nó không chất lượng thực sự thì hiện tại giá nó tụt dốc không phanh giống như những dòng xe tàu là điều đương nhiên. Nhưng các bạn đã thấy đấy, bây giờ loanh quanh vẫn hơn 2 đồng thì thực sự quá là giữ giá, phải không ạ? Giữ giá thì giữ giá, nhưng khi đi mua xe cũ thì anh em cũng cần phải biết được rằng máy nó có chất không, thân vỏ nó có đâm vai không, xe có đẹp không, có xứng đáng đồng tiền bát gạo hay không. Thì bây giờ em đặt xe tải sẽ chia sẻ với tất cả anh em hai cách đơn giản nhất để nhận biết được rằng máy của dòng xe Kia K140 có chất không, và thân vỏ của chiếc xe Kia K140 cũ có bị đâm va hay không. Làm thế nào để định giá một chiếc xe K140 đấy đẹp, xứng đáng đồng tiền bát gạo. Về động cơ, thứ nhất, anh em với những đời 2014 thì thực sự máy chưa làm là cái điều tốt nhất, còn dưới 2014 làm rồi thì càng tốt. Để xem được máy đã làm hay chưa thì máy của dòng xe Kia K3000, K140, K165 nói chung thì có 3 phần chính: phần lắp dàn cò, phần thớt máy và phần đáy các te. Máy một chiếc xe mà nguyên bản ấy thì những phần thớt máy, tức là mặt máy và đáy các te, chưa cho phép được có keo ngoài. Thứ hai nữa là phần lắp dàn cò thì có thể bôi keo. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp những chiếc xe mà vì một lý do, ví dụ như là hết nước, người chủ đi không cẩn thận hoặc là chớm thấy có hiện tượng thổi răng, họ làm lại máy rồi, người ta thợ chuẩn, người ta làm lại mà lỗ hơi căng thì bạn vẫn có thể mua được, vẫn ok. Và cái thứ hai nữa là cái kinh nghiệm đi mua xe, nhìn thấy cái bơm, cái này gọi là bơm cao áp, nó còn vàng ươm, nó còn màu, những cái tay sách này nó còn màu vàng, nó chưa bị xỉn màu, thì dường như những chiếc xe đấy đi cực ít, và hoặc là người ta có cái chế độ bảo dưỡng cẩn thận thì cái màu máy này, cái màu bơm này nó mới giữ được cái màu vàng, còn không thì thực sự nó sẽ bị bạc đi, giống như cái màu này, màu cam này, như màu cam. Thứ hai, anh em lổ máy để chế độ garanti, mở lắp nhớt này ra, nếu như là khi mở lắp nhớt ra, để lóng máy một chút nhá, khoảng tầm 5-10 phút mở lắp nhớt ra, nó có khói giống như anh em hút thuốc lào đẩy lên rất nhiều,
là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh em kết hợp với lại anh em nghe tiếng máy nó có tiếng sắt và nổ nó không có sự căng, cộng với kết hợp là anh em lái thử xe đi nó không bốc, cùng với lại cái màu bơm cao áp nó xỉn, nó không còn đẹp, không còn ánh vàng nữa, thì máy nó kém. Nó khác với việc là tất cả máy zin hơi tốt, rồi là đạp không căng nhưng mà không có nhiều hơi thừa, bơm vẫn sáng, thì anh em sẽ chỉ cần xem lại kim hoặc là bơm cân lại thì vẫn ok. Còn nó khác với việc là nghe tiếng máy nó không căng, nó bị vỡ tiếng. Đấy, khi xem về động cơ của một chiếc xe tải là anh em phải xem xét những cái điều đó. Thứ nhất là tiếng này, về âm thanh. Thứ hai về nhìn, đó là về hơi thừa và màu sắc. Đấy. Và thứ ba đó là cảm nhận, là đạp xem nó có thoát hay không, nghe nó có căng hay không, đạp xem nó thoát máy hay không. Đấy là ba cái điều: nghe, nhìn và cảm nhận. Tiếp theo là anh em kiểm tra về đường nước. Thường thì bận chủ yếu của dòng xe Kia nói chung và K140 nói riêng, đó là vào mùa hè. Thì dường như là trải qua một cái thời gian để ở bãi xe hoặc là không dùng, thì két nước này, bẩn này, tắc này, bơm nước kém này, rất dễ dẫn đến hiện tượng là sôi nước, không tản được nhiệt thì nó sôi nước, hoặc ly tâm này chết này, hoặc là nó không hoạt động, thì dẫn đến hiện tượng là nóng máy và sôi nước. Thì anh em kiểm tra khi lổ máy, anh em mở lắp nước, két nước ra. Đấy, anh em ga lên, nếu mà hút xuống, nước nó cuộn xuống thì tức là bơm nước nó hoạt động tốt. Còn anh em lổ máy khoảng tầm 5 phút thôi, kể cả 3 phút thôi, mà anh em sờ cả bình nước chính và bình nước phụ ở bên trên, nếu mà nó nóng bỏng tay thì tức là nó có hiện tượng thổi gioăng rồi. Thổi gioăng mặt máy ấy, nó khi mà chớm phát hiện thì dễ dàng sửa chữa và chi phí rất rẻ. Nhưng nếu mà phát hiện chậm, với lại anh em lái mới chưa có kinh nghiệm, thì thực sự nó đi rất xa nếu chúng ta không phát hiện kịp thời và cố tình đi tiếp. Xem chiếc xe đó có đâm vai không, thì chúng ta xem này, chia xe là 3 phần. Đằng trước nhá, đằng trước thì chia làm 3 phần. Một này, ở giữa này và ở dưới này. Hai bên lái và phụ, anh em chia ra phần ở trên lóc này, ở giữa cánh cửa và phần bậc lên xuống. Thì chúng ta xem từng phần một. Thường một cách đơn giản, nhìn cái cột này, hai bên cột, bên lái và bên phụ, nó có cái đường ghép nối này, nó giống nhau, nó đều nhau, nó có chưa có sự ghép nối chắc vá, thì tức là chiếc xe nó còn zin. Nếu mà nó khác nhau, anh em sờ cảm nhận độ dày mỏng nó khác nhau và nhìn bằng mắt thường có dấu hiệu sơn bả, tức là chiếc xe có vấn đề về đâm va. Tiếp theo xem ở bên dưới, ở phần giữa này, cabo này. Đấy, lật cabo lên xem hai cái mấu rằng ở đây, xem rằng nó có bị va chạm hay không. Thứ ba nữa là xem ở phần bậc lên xuống. Bậc lên xuống này thì thực sự là nó không quyết định được cái giá trị của xe nhiều, tại vì hoàn toàn có thể thay thế. Và thường những phần bậc lên xuống xe không giữ gìn, hoặc là chót không cẩn thận, nó rất hay bị bẹp. Nhưng nếu là một chiếc xe đẹp xuất sắc thì cái phần bậc lên xuống này nó sẽ còn nét căng. Đấy, tại vì phần khoảng trống của K140 rất rộng, rất cao, trừ khi sập gầm thì nó mới bị móp méo thôi. Và lần lượt chúng ta mở cửa ra xem, sờ từ đầu cho đến cuối cánh cửa, giật tất cả những phần gioăng này ra. Nếu phát hiện những cái sự biến dị, biến dạng, những cái đinh bấm này không còn nguyên vẹn nữa, chỗ dày, chỗ mỏng, sờ này. Nếu mà xe bị đâm va ấy, thì phần tôn trong, tôn ngoài họ phải gò ra và họ phải đắp bả và sơn vào, thì chúng ta nhìn vào có vết bả là y rằng là 100% là xe có lỗi. Còn chúng ta cần phải có kinh nghiệm xem so sánh một số những chiếc xe để đưa ra kết luận chính xác nhất. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất chưa phải là việc chọn xe đẹp. Cái quan trọng nhất là anh em chọn nó phù hợp. Phù hợp có hai tiêu chí, một là nhu cầu, hai là tài chính. Nhu cầu anh em chở hàng gì, cần tìm xe tầm bao nhiêu tấn, chở khoảng tầm bao nhiêu tấn, một ngày đi khoảng bao nhiêu km, đường có khó đi hay không, thì anh em sẽ lựa chọn xe đó. Xe gì thì hàng đấy, và tiền nào thì vải nấy. Sẽ không bao giờ có ngon bổ rẻ cùng một tiêu chí, nhưng sẽ có phù hợp với công việc và tài chính của bạn. Để làm thế nào chiếc xe nó là công cụ giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, thoải mái hơn lúc chưa có xe. Chúc bạn thành công.